Hello, chào cả nhà. Chúc tất cả mọi người đang xem video của Tường thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Hôm nay thì Tường sẽ chia sẻ cho các bạn một kiểu tóc rất là đơn giản. Như các bạn thấy thì trán của mẫu hôm nay khá là cao và tóc phía trán là cũng hói nhẹ. Và tóc của mẫu hôm nay thì cũng để khoảng 2-3 tháng chưa cắt, thì bây giờ mình sẽ dùng tông đơ mình cắt cao lên. Các bạn có thể theo dõi cái thao tác của mình. Khi mà bắt đầu cắt thì khách hàng có đưa cho mình xem một bức ảnh, đó là kiểu tóc của khách hàng từ những lần trước. Thì khách hàng cho mình xem là kiểu crew, mái vuốt hở trán. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cắt vuốt ôm xuống để mình hạn chế nhất cái trán nó không bị cao quá, để cho cân đối nhất với khuôn mặt. Phần tóc ở trước mái thưa như vậy thì mình sẽ cắt ngắn đều lại để chúng ta cảm thấy là tóc sẽ dày hơn, nó không bị hai phần góc trán nó thưa hơn. Xung quanh thì Tường cũng chỉ cắt kê lược đều lên, cũng không cắt quá trắng. Phần kê lược như thế này cũng không quá khó, tại vì kê lược cũng là phần nằm trong cơ bản. Một số anh em mới vào nghề thì mình có lời khuyên cho anh em là anh em đang lo lắng là mình kê nó không đều, nó vẫn bị bậc thang hoặc là nó vẫn chưa được có độ nét. Thì thực ra cái nghề cắt tóc của anh em mình là văn ôn võ luyện, nên là anh em cứ kê đi, anh em cắt nhiều, tự nhiên một ngày nào đó nó nét, nó được mà anh em không biết được đâu. Đó. Thực ra mỗi ngày anh em đi cắt thực hành ấy thì tay nghề đều tăng lên, nhưng mà anh em không nhận ra. Đấy, đến khi mà anh em hoàn thiện rồi, nhìn lại những cái tác phẩm của anh em mà nếu như anh em quay lại hoặc chụp lại ấy, thì anh em sẽ nhận ra là anh em có sự thay đổi mỗi ngày. Nên là anh em đừng lo. Rất là nhiều anh em mới vào nghề lo là cắt nó không được nét. Cái phần chân dưới này thì Tường mở lưỡi để Tường đánh mờ chân lên. Đánh mờ lên thì chúng ta nhìn nó sẽ có hồn hơn, nó sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà những anh em mới ấy thì cũng lưu ý là mình vẩy cũng cẩn thận, không thì nó lẹm lên trên thì mất công lại phải sửa. Thực ra Tường chia sẻ từ đáy lòng của Tường luôn. Cắt tóc không hề khó, chỉ là anh em lo lắng quá, anh em bị tâm lý quá thôi. Ví dụ những anh em lớn tuổi ấy, thì bị tâm lý là mình không còn nhiều thời gian. Những anh em mình không bằng anh em trẻ, rồi những anh em trẻ thì lại vội quá. Những anh em trẻ thì lại vội quá, tức là nó nhanh quá ấy. Nó không có cái sự chậm lại, hoặc là nó tĩnh tĩnh lại một chút, không cần phải quá chạy đua theo xu hướng. Hoặc là anh em trẻ, trẻ tức ở đây là gì, là những anh em mà mười mấy 20 tuổi ấy, tức là các bạn còn đang rất trẻ ấy. Các bạn đi học nghề, các bạn thường thường là các bạn có xu hướng rất là vội, nên là các bạn cứ bình tĩnh, cứ chậm lại thôi. Các bạn thấy ai mà làm tốt thì các bạn cứ theo sát họ, và họ nhờ họ, họ sẽ giúp đỡ các bạn. Kể cả các bạn học trong một môi trường 10 đến 20 anh em, nhưng mà có một số anh em giỏi hơn ấy, có năng khiếu hơn ấy, cắt tốt hơn mình ấy, thì cứ theo sát họ, họ sẽ chỉ cho anh em những cái mà anh em chưa làm được.
Còn những anh em mà có tuổi rồi thì thực sự là các anh rất là chậm và chắc. Đó. Nhưng mà các anh cũng đừng lo lắng quá, không vấn đề gì đâu, không sao. Tức là theo như kinh nghiệm của Tường ấy, dạy cũng đến nay cũng là 10 11 khóa. Thì mình thấy là mình theo dõi ấy, và chính bản thân Tường ngày xưa đi học cũng thế, tức là làm nhiều thôi, cái nghề này là làm nhiều, tự rút ra kinh nghiệm. Đó, cộng thêm là anh em bạn bè đồng nghiệp và thầy chia sẻ cái kinh nghiệm của thầy nữa, là cứ vậy là làm thôi, còn không gì phải lo lắng. Mình đã từng từng chứng kiến trong lớp mình có những bác lớn tuổi, có những anh, có những chú, có những bạn không hề có năng khiếu, tay chân thì lóng ngóng, nhưng rồi cuối cùng vẫn làm ổn định, vẫn làm bình thường. Chỉ là một số anh em thấy nghề cắt tóc không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Ví dụ như anh em có mong muốn là tài chính nó nhiều quá, mong ước nó lớn quá, thì anh em có thể là anh em lại mong muốn chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác, thì anh em bỏ ngang, bỏ nghề thôi. Còn nếu như anh em mà cứ theo sát nghề làm thì anh em sẽ làm được. Ở đây là mình tâm sự chung cho tất cả anh em đang học, tất cả các trung tâm cơ sở nào cũng vậy, tóc nam tóc nữ cũng như vậy. Đấy, tư vấn chung cho tất cả anh em là anh em đang học ở đâu thì anh em cứ kiên trì theo sát người thầy, rồi những người anh em đồng nghiệp của mình tại lớp đó, để họ giúp các bạn. Còn các bạn cũng đừng lo lắng quá, đừng sốt ruột quá, đừng hối quá. Đó, mình cứ bình tĩnh, làm được khách nào là nét khách đấy luôn. Đấy, anh em đừng vội, đừng chạy theo bạn bè, ai nhanh hơn cứ kệ, mình cứ bình tĩnh. Khi nào được thì thôi, có nhiều người 3 tháng thì mình 6 tháng, có nhiều người 6 tháng thì mình 8 tháng. Đó, cho mình giỏi hẳn. Ok, đây là những lời tâm sự mình dành cho anh em học viên nhá, còn anh em nào mà thợ chuyên nghiệp rồi thì thôi ạ. Ok, bây giờ mình xử lý phần tóc mái. Mình sẽ cắt ngắn trước để làm điểm chuẩn. Đấy, sau đó mình sẽ bắt lớp từ bên trái trước và mình cắt liên kết với phần sai. Anh em kẹp tay trong hay tay ngoài thì tùy, hoặc là anh em đan lược cũng tùy. Cái cách cắt này thì nó là vô vàn, nó là sáng tạo, và mình cũng không ép một ai phải làm theo một cái quy chuẩn của một ai hết. Và với quan điểm của mình, tất cả ai cũng đúng. Đó, chẳng ai là sai cả. Tất cả ai cũng đúng, nhưng mà nó cũng phải có cái chung. Ví dụ như cái số liệu mà được nghiên cứu chung ấy, mà được nhiều người ủng hộ, đồng tình, thì đấy là cái con số mà đạt tiêu chuẩn nhất, thì chúng ta nên áp dụng. Còn lại thì chúng ta không tranh luận đúng sai. Ở trên góc nhìn của bạn, bạn bảo kẹp tay như này không đúng thì nó là không đúng. Bạn đan lược nó đúng thì là đúng. Tường cũng rất thoải mái trong vấn đề đấy. Tường xuất thân từ một người thợ cắt tóc nam truyền thống. Ở thời kỳ đầu thì Tường đan lược và kê lược rất là nhiều. Sau đó đơn giản nhất là mình chỉ bắt tóc ở phía trên thốp thôi. Và càng về sau này thì mình sẽ cắt theo hình khối. Đó, áp dụng cái hình học của vi đan sạc sun vào. Và mình thấy tất cả trong tóc nữ cũng như tóc nam đều áp dụng tại thời điểm này. Đó. Thực sự như mình thấy thì nó rất là cần thiết. Còn cái này thì nó tùy vào cái phong cách làm việc của bạn. Nhưng mà khi mà bạn biết hết rồi ấy, thì bạn làm theo kiểu nào cũng được. Chúng ta tự do mà. Không có ai dám đứng lên nói là chúng ta phải làm thế này, phải làm thế kia cả. Chúng ta tự do mà, chúng ta thích làm như thế nào thì làm. Khách hàng vui là được, bạn cảm thấy hạnh phúc là được. Tường thì rất thích được tự do như vậy. Đó, như các bạn thấy thì cái cách cắt kiểu tóc crew vừa rồi thì Tường cắt liên kết trái phải xung quanh, sau đó Tường cắt liên kết giữa hai bên với phần ở giữa. Thì Tường chọn cái cách bắt tóc là bắt từ phía trán giật ra phía sau hình xoáy, và Tường giảm độ ngắn dài theo cái ý đồ của Tường cho phù hợp với khuôn mặt. Kiểu tóc này nếu như chúng ta vuốt sáp hết lên thì nó là kiểu ăn được cắt ngắn. Đó.
và chúng ta vuốt ôm xuống thì nó là kiểu crew nhẹ nhàng. Một số bạn cũng hỏi Tường là anh có nhận học viên không, thì hiện tại thì trong năm nay thì Tường không nhận học viên nữa, và sang đầu năm 2022 thì Tường mới nhận học viên. Anh em nào mà có mong muốn đi học thì anh em đăng ký trước để nhận ưu đãi, hoặc là nếu như anh em vội quá thì anh em có thể ở khu vực nào nhắn tin cho mình thì mình sẽ giới thiệu địa chỉ uy tín cho anh em để anh em học. Ví dụ như Sài Gòn thì có anh Vũ Trí, anh Liam Barber và một số đồng nghiệp khác của mình nữa. Ở miền Bắc này thì rất là nhiều, có Phong BV, Thanh Barber Shop, Leisure Barber và còn nhiều anh em nữa mình cũng chưa nhớ hết ra, nhưng mà tất cả dạy đều tốt hết. Đó, các bạn nếu mà các bạn vội quá thì các bạn cứ nhắn tin mình giới thiệu địa chỉ cho. Tại vì vừa rồi có nhiều anh em hỏi mình lắm, nhưng mà mình cũng xin phép là từ giờ đến cuối năm mình không nhận dạy nữa. Tại vì là nó cũng lỡ lỡ rồi, với thứ hai là dịch bệnh nó cũng phức tạp ấy. Rất mong anh em thông cảm chứ không phải là Tường không muốn dạy. Thực sự là đây là cái nghề của Tường và cái đam mê cũng như cái tâm huyết của Tường trong cái khóa học cũng như cắt tóc cho khách hàng. Tường luôn muốn được làm bằng hết sức của mình luôn, nên là mong em thông cảm. Anh em nào vẫn yêu quý Tường thì hẹn anh em sang năm 2022 chúng ta sẽ có rất nhiều điều mới để bùng nổ. Còn những anh em nào mà Tường cũng chưa đáp ứng được cho anh em thì anh em cũng thông cảm giúp Tường. Tường sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện. Ok, cái phần tóc mái này ấy, thì nó hói hai bên thì các bạn biết ấy, ở phần giữa thì nó dày hơn. Chúng ta nên sử dụng kéo tỉa để chúng ta tỉa cho cân lại. Ok, vậy là Tường đã hoàn thiện xong kiểu tóc crew của mình rồi. Bây giờ Tường sấy khô và Tường tỉa. Tỉa ở đây thì Tường sẽ tỉa kỹ thuật tỉa zig zag, sử dụng kéo tỉa các bạn nhé. Đó. Tường sẽ sử dụng kỹ thuật zig zag để tỉa. Ok. Và chúng ta tỉa từng lớp một nhé. Chúng ta không tỉa lại đường tỉa mà chúng ta đã tỉa thì như vậy nó sẽ không được đều. Ok, vậy là Tường đã tỉa xong rồi. Một kiểu tóc không có gì là phức tạp, một kiểu tóc cũng không có gì là quá cầu kỳ. Một kiểu tóc mà ai cũng có thể cắt được, không cần thiết là phải một mình cắt được. Nên là anh em cũng không cần phải khen mình nhiều quá. Nhiều anh em cứ khen mình cắt đẹp, mà thực sự là mình cắt đẹp thật. Anh em khen cắt mình cắt xấu thì mình còn phải cố gắng, như anh em cứ khen cắt đẹp thành ra mình lại không cố gắng nữa. Mình đùa chút thôi, thực ra cái kiểu tóc này thì ai cũng cắt được mà, và mình biết là nhiều anh em cắt rất là đỉnh cao, cắt đẹp hơn Tường rất rất nhiều lần. Tường không là gì ở cái thế giới tóc nam này, Tường chỉ là một người rất bình thường. Và sau đó may mắn, Tường phải dùng cái từ là may mắn. Đương nhiên bản thân Tường thì đã cố gắng và đã lên kế hoạch cho mình từ khi mới lớn. Nhưng mà mình có lên kế hoạch như thế nào mà không được sự may mắn thì cũng không được các bạn yêu quý được. Cái may mắn nhất của Tường là được các bạn yêu quý khi mà mình bắt đầu làm YouTube. Nếu như mà mình không làm YouTube thì các bạn cũng không biết đến. Đấy là truyền thông. Và các bạn có biết rằng là nhiều người không truyền thông, mình gọi là cao nhân ẩn giật ấy, có rất nhiều bạn, nhiều chú cắt truyền thống luôn, đỉnh cao của giỏi của đỉnh cao luôn, cắt đầu đinh không cần lược luôn, không cần phải sấy phải xả gì luôn, cắt xong về gội vẫn đẹp luôn, thậm chí cắt đầu đinh bằng kéo luôn.
các bạn biết không, nhưng mà các chú hoặc là các anh các bạn bè không truyền thông, tức là không quảng cáo, không marketing, không làm YouTube thì mình không biết. Chứ thực sự là còn nhiều người giỏi lắm, chẳng qua là Tường làm màu mè quá, cắt rất bình thường nhưng mà được cái là màu mè rồi là cứ làm video nhiều màu mè nên là anh em biết đến và yêu quý thôi. Đó, thì Tường cũng cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người đã yêu quý và luôn theo dõi Tường trên video, trên TikTok cũng như trên YouTube. Vừa rồi là Tường dùng tonic của Ruzo đấy các bạn, để gì bảo vệ nhiệt độ của máy sấy và tăng độ bồng định hình cho tóc. Nó thực sự nó rất tốt, nó hút cả mồ hôi dầu. Và ở đây Tường dùng lợn xám clay, lợn xám clay để Tường vuốt tóc cho khách ngày hôm nay. Ok, các bạn thấy không, khi chúng ta vuốt lên thì nó có độ bồng và nó có những cái texture rất là đẹp. Và cái phần mái hói thì hai bên đã được cân lại rất là đều. Với bản thân mình thì mình rất yêu thích kiểu tóc này, và mình rất hạnh phúc khi mình thiết kế được xong kiểu tóc này cho khách hàng. Tại vì mình thấy khách hàng rất là vui, khách hàng rất là hài lòng, và khách hàng đón nhận cái kiểu tóc này. Còn các bạn thì sao? Góp ý cho mình ở phần bình luận nhé.